đây cảnh núi. Mình đang lên núi các bạn ơi. Mình cao quá. Mình đi tới chỗ này kêu bằng gì con? Yosemite. 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 Gần tới rồi. National Park. Park quốc gia. Yosemite. Công viên quốc gia. Công viên quốc gia. National Park. Lên núi đây giống cảnh miền Bắc quá. Bông màu tím. Dân Sơn, ông đi á. Dạ. Khúc nào lận Dân Sơn đi lên đây nè hả? Ờ. Đi cái đường này nè. À. Đẹp ghê không? Dạ, nó có cái chỗ ẹo dữ ha. Có chỗ của chỗ gắt dữ. Sắp tới rồi này các bạn. Rồi quẹo vô rừng. Quẹo vô rừng. Wow. Ở nhà không ở vô rừng nữa. Trong rừng thì có những có cọp á. Ôi, đá bự quá. Ôi, tới nhà mình đó hả? Nhà mình mướn hả? Tới nhà mình mướn rồi hả? Chắc nhà này quá. Ờ, cái mấy viên đá mà này chụp bà nội, bà ngoại, bà nội ở đây ngồi chụp hình được á. Dữ. Vô rừng ở. Ở ngoài không ở, vô rừng ở. Ôi lạnh đó chứ. Ừ. Ôi nhà cũng đã quá ha. Tới nhà bao bao. nhà ông nội mới mua cho bao bao. Dạ, mới mua cho bao bao. Rồi mình quay trên rừng nha các bạn xem nha, nó hôm nay mình đi lên đây chơi nè. Đó mướn ở nhà chỗ này ở nè các bạn. Đó, quay cho các bạn xem ngày hôm nay thì trời nó lạnh quá. Nó không có nắng luôn rồi các bạn thấy không? Nó hé hé chút xíu nắng cho nó thôi đó. Mình mướn nhà này mình ở đây một đêm nay nha các bạn. Để chơi ngày mai, ngày mốt mình về chắc ngủ đây hai đêm. Cái gì chị? Dạ. Cưng bao bao quá chừng. À, ông nội lại là lên là ông nội shop bao bao trước. Ở đây view đẹp quá. Wow. Quay nhà bếp trước nè. Đây nhà bếp nè. Đó. Vô nhà mới thử coi. Con ghế bên bao kìa. Đầy đủ tiện nghi hết ha. Ôi, quá đã luôn. Ừ. Không gỡ lại để lạnh. Lạnh á. Đi vô phòng coi. Vô phòng coi. Vô phòng coi. Cho con xem nè, cho con xem nè. Đó. Đó, phòng của con đó. Trời ơi. Ôi mấy phòng nữa tới. Ôi đi ra như khách sạn nha ha. Wow, đẹp quá anh Chánh ơi. Nè. Đẹp quá. Bên đây phòng nữa ha. Ồ. Phòng bên đây rộng. Wow, phòng bên đây rộng nè. Wow. Ba phòng. Phòng nào cũng có toilet hết á. À, có cái view ra ngoài ngoài vườn này các bạn. Đây kiến nè. Đó. Toilet. Ồ đây có bồn tắm luôn nè. Wow, quá dữ. Wow. Wow, bồn tắm đứng luôn. Có bồn tắm rồi, bồn tắm đứng nữa.
toilet đây. Đó, các bạn xem nha. Wow, quá đẹp luôn. Nhà ở bên đây là người ta cắt vậy đó các bạn, bằng gỗ không à. Rồi ba phòng dính liền với nhau luôn. Đây một phòng, đây một phòng. Ở đây phòng, ba phòng dính liền luôn. Ba phòng nó liền nhau luôn. Ba phòng ngủ liền nhau luôn. Ừ, nhà này hơi nhỏ. Nhưng mà về cũng rộng rãi lắm rồi. Dạ. Phòng khách rồi, phòng ăn rồi đây. Mà ở đây thường thường nhà của Mỹ thấy không? Cái phòng khách đó họ làm chung với cái phòng bếp. À, cho nó rộng. Ừ, có hai cái tranh này đẹp quá, đơn giản bằng một nhánh cây khô thôi mà rất đẹp các bạn. Đó. Đây lọ sưởi, lọ sưởi này coi bộ hơi cổ cổ xưa xưa, nó sưởi ấm lên nó, hơi nóng lên nó các bạn. Đây có cây lưới cọp, lưới cọp này lưới cọp giả. Có hai cái tranh trang trí đơn sơ nhưng mà rất là đẹp, không cầu kỳ nhưng mà rất hiện đại. Hồi giao chìa khóa mình bằng bếp quạt phải không? Bếp quạt trong điện thoại rồi mình lên mình mở, tự mở ra trả tiền thì trên internet luôn. Giống nhà mình ha. Nhưng mà này nó có số. Có số. Thấy không, ngoài cái nhà mà nó nhỏ đó, làm phòng khách với phòng bếp luôn. Nó liền nhau này ha, thấy nó rộng quá. Thấy không? Bước thì đó. Là phòng bếp đây, làm phòng khách đây. Đây rộng hết sức rộng không? Bên đây nó room bên đây luôn. Bên đó, đây là ngồi con TV đó. Sướng quá. Trời ơi, ông bà nội chạy đi chơi rồi kìa. Sao gì vậy? Ông bà nội dắt bánh bao chạy đi chơi rồi kìa. Chạy tung tăng rồi kìa. Nó chạy ra ngoài. Nó chạy tuốt ngoài luôn rồi. Ôi dọc cát kìa, trời ơi cơ kìa. Ông nội dắt đi ngoài dọc cát kìa. Trời ơi. Ôi ôi, dắt đi tuốt ngoài kia luôn. Nghe để đó ông ngoại kéo cho cha. Cụ bị mình ở đây mình đem đồ lên để nấu ăn. Tới cốt cò cái mua rau mua cải. Có cải nhà nữa, rau nhà cắt theo nữa. Từ từ nha, không thẳng đi nha. Đó, trời ơi cái đó mê. Rồi, đứng lên đó luôn. Đứng lên luôn. Có đi dậm kìa. Nó mê chơi. Nhảy lên bàn dậm. Nữa anh để clip là coi như là mình đi về vùng quê. Vùng quê hả? Vùng quê bên Mỹ. Vùng quê Mỹ. Dạ. Xung quanh này không có nhà hết trơn á. Ở trong rừng. Lâu lâu mình đi vô rừng chơi một bữa. Đi trải nghiệm. Dạ. Ông nội dẫn đi vòng vòng nãy giờ. Đây có cái này. Ra đây ngồi đây chiều nay. Ra đây barbecue ở đây ngoài này được rồi. Đó, coi cái này chỗ này để ngồi chơi. Đó, lò barbecue đi các bạn.
chỗ này không biết cái gì đây, chắc cái bồn nước quá, bồn nước. Ồ, cái rừng nè. Đây chụp hình đẹp lắm á bà ngoại. Chụp hình này đẹp lắm á. Hả? Sophie gì mà có chân máy nè. Rồi chụp riêng môi đi. Rồi cười lên. Ok. Rồi nha, chụp nha. Dữ, ok. Nghe nó chụp hình cái bà ngoại tỉnh nha. Nghe chụp hình cái bà ngoại tỉnh nè. Cũng như mẹ Ngân nha. Rồi đây nè, chụp nè. Bà nội ơi, vô chụp hình bà nội ơi. Không vô chụp hồi bà ngoại chụp hết à. Rồi. Dạ. Tụi mới nói giống mẹ Ngân nè. Chị đi chơi đâu á, cái tôi thấy bèo nhẹo trên, cái tôi nói chỗ này chụp hình đẹp nè chị Ngân. Ở đâu á? Ở kỳ đó là đi lên trên đỉnh Phan Xi Păng hay gì á. Cái nói chỗ này chụp đẹp nè chị Ngân, cái nhào vô cái hết bệnh liền. Dạ. À, đi vô đi ra nó giờ hai ba vòng rồi đó. Rồi chuẩn bị nha, chụp nha. Kiếm kia đâu có đồ neo. Không có trên xe đó hả? Không. Rồi, bôi nó đi. Ngồi bên đây. Giống như say xe vậy, khó chịu quá. Đó, nghe nó cười không? Nó cười cái đã lắm. Trời ơi, nó mê kìa. Chạy ra ngoài nữa. Đi vô con ơi, ngoài đó xe đó. Trời ơi, nó chạy. Chạy ông ngồi rượt theo không kịp luôn á. Trời ơi, nó chạy à. Đó, có chuyện té đó nghe. Đá không đó. Đá lộn chỗ mà nó chạy kìa kìa. Chạy còn dậm nó đá nữa. Đó, 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 té bây giờ đó. Hết sức nói không? Kìa kìa. Đó, chạy ra ngoài rồi chạy vô. Đó, xa hết sức không? Rồi, ra tuốt lộ luôn rồi. Rồi, ngồi vô đó phải không? Yeah. Ok. Giờ chụp điện thoại ngay ha. Yeah. Ok. Chị dịch nãy mua kích cò hả chị? Dạ. Lúc nãy giờ làm công chuyện chuẩn bị ăn tối. Vô bếp. Chụp vài bộ hình sơ sơ đi rồi. Ăn mà vô rừng phải bỏ thời gian chạy vô. 4 tiếng đồng hồ mới lên tới đây. Dạ. Chơi gì cũng được. Dạ. Yeah. Đi cũng như ở Việt Nam tụi nó đi Đà Lạt đi hóng mát ha. Bếp cái nha. Đây gồm có máy sưởi cà phê nè. Bắp này mình mới mua đem lại.
Cà phê này có sẵn luôn. Ly tủ, ly. Này mắc quay. Hâm gì mà nóng nóng rồi đấy. Mắc quay. À. Thì có cái bếp ga. Ấm nước. Đây nước tương mình đem theo. Mình dân châu Á mình lại mướn nhà Mỹ mình ở thành ra đồn phải mang theo. Chỉnh chéo. Quậy chỉnh chéo. Hà Nội. Mua ở Tây Bắc. Ông bà ngoại đi du lịch về Hà Nội mua. Này là nấm. Nấm cô đơn. Này là hạt dâu. Cô đơn. Ông ngoại. Nho. Nho này mình mua chắc bà nội nãy mua ở Costco, với anh mua Costco thế mua cho đi chung. Măng. Ăn barbecue. Ăn ở ngoài ăn trong nhà. Đốt lửa. Xôi. Thịt bò. Tôm. Rau. Này rau này là ở nhà cắt lại. Lấy ra đi ba lặt đi anh. Con bưng ra ngoài đi ba lặt rau cho. Chắc bữa nay chứ. Vậy hả? Ăn bao nhiêu không lại không rau hả? Này nước chấm. Đây có bình chữa lửa ha. Đây cái máy sưởi. Đây ba cái đồ mình mua tới đây, nước ngọt Coca. Bệnh hồi ra lọc tỏi. Tỏi bên đây kìa nè. Tỏi bên đây nó ngon hơn bên Việt Nam hả chị? Dạ, ủa vậy hả? Dạ, bên đây tôi thấy nó tỏi nó bự bự không à. Dạ, ở bên Việt Nam tỏi nhỏ nhỏ nhiều. Này thịt bò này, sườn bò đó hả? Này gỏi bà nội đem theo nha, đem ở bà ngoại đem theo bà nội làm ha. Dạ. Ông bà nội trộn gỏi kìa thì ngon. Thiệt, ngon thiệt. Không, mấy gì trước cũng ngon nữa mà không bằng chị này. Dạ. Ngày hôm qua ăn vậy chứ mà ngon, ở nhà ăn vậy mà ngon. Dạ, ngon đơn giản. Dạ, đơn giản thôi. Ăn lớp tờ. Ăn lớp tờ bà nói là đơn giản thôi. Bữa nay còn đơn giản hơn nữa. Trời ơi, cái nè. Bữa nay cũng đơn giản. Mua đem lại trong tủ. Ông ngoại quay ra. Rồi con làm gì làm đi. Thì quay chơi. Đó bia này đem lên này để cho ông ngoại với ông nội nhậu à. Đó, cá sống này nè. Trứng thì mình mua đem tới luôn. Bên này ngăn đá. Rồi tủ lớn ghê. Tủ thiệt lớn. Đây là cái network wifi. Network wifi. Đây là cái shadow của nhà. Ừ.
Đây là cái đồng hồ mà nhiệt độ ở trong nhà. Rồi chuẩn bị dọn lên. Chuẩn bị. Bà nội đang lấy chỉ tôm với anh xắt thịt bò. Ngoài thịt trộn rau. Táo, dưa leo rồi rau. Trộn vô giấm đường. Bà nội thì quy lực rồi. Tôm mà không có lấy cái chỉ này là bà nội không ăn. Đúng, đúng. Bởi vậy em đi ngoài. Tôi biết ý. Dạ, quá hay. Thank you. Mà đi, biết giờ em đi ở ngoài em mới có dám ăn tôm. Tại vì thấy nó nhiều khi người ta không có rút cái đó đó, rút chỉ. Đúng rồi. Mấy người biết đó, chứ không biết thì ăn. Đúng rồi, người ta cũng chắc chắn ăn bình thường. Nhưng mà em ở này đó là lấy dễ nha. Ồ, thấy không? Lấy cái đó là bảo đảm rồi. Dạ bảo đảm. Này mà có chen với thật với bác Tú. Trời ơi vui ha. À, vui ha. Ngày qua rủ bác Tú đi, bác Tú không đi mà. Tại vì cô em mới đi làm. À. Chứ bác Tú không muốn đi á. Bác Tú không đi ha. Mình nói trễ quá, cô mày xin cũng kịp. À, xin phép này không kịp ha. Mình nói cũng trước. Giúp Nhân không mà. Nhân mà qua cũng qua báo cho ba biết số mà. Cũng có một tuần rồi ba ơi. Vậy hả? Dạ. Vậy tháng rồi. Trước một tháng luôn hả? Dữ vậy? Ồ, sướng ha. Bây giờ chỉ khui ra là bắt đầu trộn ăn thôi. Làm sạch hết trơn. Mấy người Mỹ làm mấy kiểu này dân người ta thất nghiệp hết. Đâu cũng có những người ta phải làm như vậy. Người ta đi tới người ta làm, người ta rửa sạch đường. Thì mấy người làm cái này thì khỏi làm cái kia phải không? Chia nhau mà làm mới là xã hội. Ok. Có cà không con? Không có cà nữa. Trời ơi, cái bánh bao nó bày ra nó chơi nè. Đồ chơi của bé. Nhà này cho mướn là có đầy đủ đồ của bé cũng có luôn ha. Đồ của bé chơi cũng có luôn. À, phòng khách chứ phòng bếp ha, liền với nhau luôn. Thấy rộng. Với cái người làm bếp đó, luôn luôn lúc nào cũng nói chuyện với cái người mà khách ngồi trước là được hết á. Quý con nai các bạn ơi. Ôi nai nó lại nó ăn cỏ kìa. Hai con luôn. Wow. Nó nhìn. Nó gặp ở Việt Nam là bắn cái ầm mà. Đem vô mình thịt ăn ở đây các bạn. Đó, nó lại đây nè. Lại gần đây nữa nè. Đó, nó nghe mình nói chuyện nghe nó nhìn. Wow. Nay bự quá. Hello. Đi ăn tự do. Cái này một cặp. Chắc con trống con mái quá các bạn. Hello. Nó thấy mình lại gần nó đi. Dễ thương vậy không? Đó, chạy. Wow. Rồi đi rồi. Còn con này đứng nhìn nè. Con đứng nhìn. Nó thấy người lạ nhưng mà nó không sợ nha các bạn. Tính cũng quen, chắc nó lại đây thường. Cái khu này các bạn thấy không? Quang Du. Đó mình mướn nhà này nè các bạn. Đó các bạn thấy nhà đẹp không?
ở trong là đầy đủ tiện nghi hết, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 chân bếp với 1 cái rách rùm ở ngoài đó các bạn. Là mướn là 700 mà 2 ngày. 3 phòng này mình mướn khách sạn 3 phòng là cũng 6-700 mà nếu đó có được rộng rãi mà tự do vậy các bạn. 700 một ngày á, khách sạn á, là một phòng ít nhất cũng 200, là 3 phòng là 600. Còn này mình mướn 3 phòng nguyên cái nhà luôn mà 2 ngày mà chỉ có 700 thôi. Quá rẻ các bạn ơi. Cái này là dâu. Rồi, bà ngoại trộn rau. Dâu, dưa leo, táo với rau. Cái này trộn theo Việt Nam. Giấm đường, mà này giấm đường chanh. Mỹ trộn gì? Mỹ trộn nước sốt. Mà nước sốt mà tại mà không. Mayonnaise gì đó hả? Ờ, nó nhiều không sốt kia kìa. Ừ. 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 Việt Nam. Cái gì vậy? Đồ ăn gì vậy? Đây đầu bếp chánh này. Annie võ mai ý anh qua Mỹ thành Annie rồi. Annie vo đó, có một bạn nó chọc con nói con animal. Animal nó nói animal. Mới mấy ra hành phi vô hả? Dâu, táo. Chụp hình. Đồ bếp chánh này trang trí đẹp ha. Làm vừa ngon mà vừa khéo. Đồ bếp này thế đâu vậy? Thank you. Ở sân lý rồi. Này gì vậy con? Cái sữa này để họ rắc lên trên steak đó. Để nho này. Chạy nó giỡn. Chạy nó ôm mà nổi. Wow, ngon quá. Thơm. Nướng cái này khách lại ngồi ngay phòng khách này, ngồi là phải nhờ qua phòng ăn thôi. Ngồi nghe thơm quá chịu không nổi. Ồ, ly bự dữ ha. Bà ngoại uống gì? Đó đây nè.
Có hả? Bây giờ ăn rồi bé ơi, bé lên đi bé. Bé lên ăn bé ơi. Rồi. Vui vẻ. Rồi chúc sức khỏe. Ý anh. 1 2 3 happy birthday. 1 2 3 see you. Bánh bao đưa tay kìa. Bánh bao đưa tay kìa. Vô. À đúng là cái ly này của Mỹ uống thiệt á. À. Ừ. Cái nào chấm chéo? Chấm chéo nước chấm hả? À, nước chấm hả? Không phải là chấm chéo nhưng hai ba chiên đi nhem lại nữa. Có cần chọn ra thêm không? Bà đi Tây Bắc. Này Tây Bắc cho Mỹ. Đang dùng cao thì nó. Gấu hả? Ờ, nãy ba quay hai hôm nay rồi. Ừ. Ngủ quá ha, nó gọi là ngủ đông quá ha, gấu ngủ đông mà, rồi thức dậy là bắt đầu đi ăn tiếp, ngủ quá ha, rồi cả nhà mình chắc có lẽ chụp mô hình đi hả, selfie đi, rồi bánh bao bưng ly lên nè, chia nè với ngoại ông nội nè, xin mời. Bánh bao, chia, bánh bao ly lên, ông ngoại đếm nè, 1, 2, 3, vô, nó đụng với đế điện nè, wow, nó đụng nè, ngon quá. À. Trời nắng ngủ bia đã. Không, ở đây cái này là vậy là ok lắm mà. Mấy tháng trước lên đây chắc chịu không nổi. Lạnh dữ lắm luôn. Ở đây đóng băng luôn mà. Đường á. À. Tuyết không. Tuyết không. Vậy chắc ta không có gì chơi rồi ha. À, tuyết ta vẫn đi chơi chứ, ta thích đi chơi tuyết á. Cũng như mình đi. Cũng như hồi. Cũng như đó mình đi Reno chứ gì. Dạ. Đường đi á. Nhiều khi cào không kịp thì ở nhà luôn. Họ bị dính đó. Không đi đâu nữa. Nhưng như mở cửa sổ ra là thấy tuyết không à. Xe đóng băng dính đó luôn. À. Đúng rồi.
cưng cái nhà đâu, cưng cưng cái nhà. Cưng cưng cái nhà đâu, đưa tay lên. Cưng cưng cái nhà đâu. Ông ngoại đây, cưng cưng cái nhà đây, ông ngoại đây. Đồ. 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 Trời ơi, làm gì vậy? Làm gì vậy? Rồi, bánh bao chia nè. Chia với Daddy nè. Chia đi. Nè, xin mời. Nâng ly lên nè. Bánh bao. Chúc sức khỏe mọi người. Rồi. Ngồi ra. Rồi, thôi mình chia đi. Rồi, đúng nè, bà nội, bà ngoại. Chúc sức khỏe cả nhà. Ăn hết rau luôn không? Dẹt hết rau luôn đi. Rau trộn vậy nhiều, con trộn cái gì chua, mẹ thì con thì thích ăn chua hơn mẹ thì. Rồi hôm nay đi lên đây chơi vui quá các bạn ơi. Ăn barbecue vui barbecue. Quá cháu. Cả hai gia đình nội ngoại cùng kết thúc video các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Kìa ra tới kìa. Bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Nói, ủa mọi người đang ở đây mà. Nói, mọi người đang ở đây mà sao phải bye bye vậy? Mình đi chơi, mình sẽ quay được. Cầm cái điện mình đi vô trong rừng. Vô rừng vậy. Đi vô rừng. Vô rừng mình kiếm con nai. Vô rừng mình chơi với gấu. Kiếm con gấu. Đó. Thấy con bao biết rồi. Yeah.